chính thức xác nhận vụ Ronaldo sẽ đến Bayern vào tháng riêng. Giám đốc điều hành Oliver Kahn xác nhận Cristiano Ronaldo không nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của Bayern Munich. Tôi có thể loại trừ khả năng Bayern Munich chiêu mộ Ronaldo. Sky Sport dẫn lời Oliver Kahn. Chúng tôi từng cân nhắc việc ký hợp đồng với cậu ấy. Chúng tôi yêu mến Ronaldo, nhưng chiến lược của đội bóng có sự khác biệt. Cựu danh thủ người Đức nhấn mạnh. Chúng tôi đã có ý tưởng, triết lý rõ ràng, cũng như thống nhất về cách xây dựng đội hình và lối chơi. Đây không phải lần đầu Hùm Xám từ chối CR7. Trong hè 2022, ông Kahn xác nhận đội bóng có ý định chiêu mộ Ronaldo. Tuy nhiên, thương vụ không thành khi họ cho rằng cựu sao Real Madrid và Juventus không hợp với triết lý của câu lạc bộ. Nhà đương kim vô địch Bundesliga cũng không sẵn sàng trả mức lương 500.000 bảng mỗi tuần cho Ronaldo. Người đại diện Jorge Mendes cũng liên hệ với Chelsea, Real Madrid hay Atlético Madrid nhưng đều bị từ chối. Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ tự do từ hôm 23 tháng 11 sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với MU. Cựu tiền đạo Juventus có thể tự do đàm phán với bất kỳ đội bóng nào. Tôi vừa trải qua một tuần mà một chương trong sự nghiệp của tôi đã khép lại. Tôi muốn có một sự khởi đầu tốt. Chúng tôi đã thắng. Tôi có thể giúp đỡ đội bóng và những điều còn lại không quan trọng. Siêu sao 37 tuổi nói trong buổi họp báo sau trận thắng 3-2 của tuyển Bồ Đào Nha trước Ghana hôm 25 tháng 11. Ở lượt trận thứ hai, Ronaldo cùng đồng đội đánh bại Uruguay 2-0 rạng sáng 29 tháng 11. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Santos đã giành quyền vào vòng 16 đội sớm một lượt trận với 6 điểm. Ở lượt cuối, Bồ Đào Nha đối đầu Hàn Quốc vào ngày 2 tháng 12, trong khi Uruguay quyết đấu Ghana để giành tấm vé thứ hai vào vòng trong ở bảng H